Hello, chào các bạn. Thì hôm nay mình cho những con cắt càng mình nó ăn nè các bạn. Thì cái chuồng của nó hơi dơ quá, mình mới lót một miếng cát xuống dưới này cho nó rút cặn các bạn. Thì trong đây là mình có một cái con này nó không nhứt luôn nè các bạn. Này nó không nhứt luôn á, mình cho nó ăn mấy con dế nè các bạn. Con dế mình có trong đây nè. Thả xuống mặt bạn cho nó ăn nè. Các bạn xem cho vui vẻ nha các bạn. Lần này là mình mất dùng nó, mình hỗ trợ cái cây gấp ở đây nè các bạn. Nó phóng á. Này nó không dữ lắm. Nó phóng á. Hung là số 1 luôn. Ơ trời trời trời. Ông Hoàng nó cũng hiền mà, đâu có hung. Thằng Minh bự lắm. Trời ơi. Thằng nó ăn nhiều lắm, thằng đó không. Thằng nó ham ăn lắm. Để mình quay cảnh cảnh xuống. Này hung dữ lắm nha các bạn. Không nghe hả ông với con. Thôi liếm à, liếm liếm luôn, dễ thương quá à. Ôi ơi trời, dành ăn nhanh quá. Cái thằng đó dành ăn dữ lắm luôn ha, ham ăn lắm, thằng đó ham ăn lắm. Mình quay video cũng giống như mấy lần trước đi nha các bạn. Mình nhờ con của mình nó quay á, rồi trên video nhiều khi nó cũng nói vui vẻ đầu cùng với các bạn xem cho vui nha. Ủa thằng đó thằng đực mà phải không ta? Không phải, mình đựng chung vô trong ống nó trốn nữa rồi. Trời ơi, nhanh quá, nhanh mà. Mày nó là hánh ham ăn mà. Quay gần cận cảnh xuống. Đó, mày dễ thương lắm nha các bạn. Mấy thằng ở ngoài là toàn mấy thằng ham ăn không à. Đấy, mẹ. Ăn đi con. Ớt. Ăn cũng ăn hụt nữa. Nè, ăn lại đi. Đó. Hình như con nãy mới lột hơi sơ trên đầu nó còn dính miếng da. Con này nó lột hẳm gài nó chưa có hết cái miếng da nữa nè. Hai ba dành ăn hoài. Thôi, như cái máy. Ê. Hai không dữ luôn. Mấy con nữa nè các bạn. Một ống nào, ống tí xíu cái nhét đồ ba cũng còn ở trong á. Bập luôn. Ê. Ủa này thằng đực mà trời. Đực nè. Ủa, vậy hả? Vậy nó ăn dế rồi nè. Nó dần đực. Vậy đực, nó về tôi tưởng đồng nào không à. Vậy là nó ăn dế rồi. Vậy là mừng rồi. Để mình thả hết xuống đây cho nó ăn đi các bạn. Rồi, nè, chuẩn bị chụp này nha. Nhanh tay nhanh chân đó thì ăn. Chậm tay chậm chân đó thì nhịn. Ê. Thằng này sao đồ bỏ trốn hoài. Mẹ nhà tao lâu lắm rồi mà. Trời. Mập ghê nè các bạn. Chui ống. Kim đường chui ống. Trong đó có một con. Đây cũng có một con nha. Con này sắp lột. Đúng rồi. Sắp lột phải làm một video mới. Trời trời. Hết hột. Hung dữ hay sợ nha. Hơi gung nha. Mày đừng chọc tao nha hung dữ. Tao sợ mày lắm á. Nói chung ra ngược đầu kia này nha. Nè, bắt đầu chạy ra nè. Còn được thì lại làm gì đây. Thằng được chạy trốn. À, trời trời trời. Trời vô. Hung dữ. Mẹ. Ăn luôn đi con. Mấy con dế nó phồn lắm, nó biết con đực này không có ăn dế, nó chung vô cái chuồng của con đực này. Nó trốn. Chán tư rồi. Thằng này. Để vô cho nó miếng nước nè các bạn ơi. Trời ơi, không dữ.
có chặn đầu con sóc ăn đó, thấy không? Dạ. Nó quay cận cảnh xuống cho nó ăn. Nó tự động ăn luôn. Ố, nữa, sao gặp mày nữa? Nói chung cái lần nào mình dở nó ra đó, mình cũng dùng cái cây gấp này hỗ trợ theo các bạn ơi. Tại vì nó nhiều con á, cái bắt đầu nó hay chạy ra ngoài á. Con này á, nội trong ở đây hết á, là mình quay cận cảnh này sang chỗ cái con mà nó hung dữ cho các bạn quan sát này. Con này là nó như là con cá sấu mini vậy đó các bạn, nó hung dữ khủng khiếp luôn. Sạch nước nó vô bắt đầu nó kêu ớt 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 vậy đó. Nhưng mà dễ thương, có một cái nó lím lím á. Cái này vô két hiền đây nè. Nè cái thằng nhỏ nhỏ này hay lúng liếm nè, thằng này dễ thương lắm. Dữ hả mày. Ôi cái bố ơi con. Dữ các bạn ơi, đụng nó vô nó kêu vậy đó. Như con này nó đụng nó đâu có đâu, còn nó mà không dữ ghê hả. Không dữ, chung vô đi. Chung dữ lọn ra, nó khôn quá một cái gì đó. Rồi vô rồi, vô vô rồi, lấu đầu kìa. Nè thằng này xong cảm thấy sắp lột cái gì, cái đầu nó trắng tư. Con nào? Con hiền này nè. Không, nó dễ gì, nó màu sắc nó đâu có lột được. Dạ hả? Con đực nó hay cắn lộn với nhau lắm nha các bạn. Các bạn nuôi cái số lượng mà nhiều quá, các bạn hay đừng có để mấy cái chung con đực nó chung cho nhiều quá. Hoặc là mấy con nhỏ các bạn, con tắc kè nhỏ các bạn không có để chung nó vô, nó cắn với nhau nó ăn luôn đó các bạn ơi. Nó hạch nhau luôn. Đây chuồng của mình có tình trạng mình có vậy con rồi. Này nó hiền lắm nè các bạn, siêu cute dễ thương. Con này là mình vô tư luôn. Còn con này không dám. Con nó hung quá. Dám đụng được có con này với lại con bự bự hơn con này một tí nè. Con cũng mới lột 7 ngày trước á. Các đó. Bạn xem video cho vui vẻ nha các bạn. Các bạn xem thấy vui các bạn nhớ subscribe, like, share nha. Nhiều e cà gạt nè. Nãy với con mới lột 9 ngày trước á, nhưng mà con kia nó hung hơn con này một tí. Mình để cho nó bò lên tự nhiên luôn nè các bạn. Hà lắm. Có khoảng chừng 5-6 con, như gần chục con này im lắm nè. Có ngày chơi với nó hoài, vuốt que nó hiền. Buồn buồn ra chơi nó nữa, nó lớn nó thân thiện với mình. Nó dạng, con đó thằng nó cũng... nhưng mà thằng nó đỡ. Quá trời, thằng này nó quá trời mập rồi. Nhưng mà đó thằng hung dữ kia nó hung quá à. Còn đó hẹp đó. Này ốm quá. Này con đầu đàn của mình nè các bạn. Ốm quá ốm. Chúa. Chúa lụng một đuôi nè. Chúa giờ bị mấy thằng kia ăn hiếp rồi. Giờ bị ăn hiếp rồi. Bị mấy thằng khủng kia nó ăn hiếp rồi. Khủng long. Đúng rồi, nhất là thằng bự nhất bên đây nè. Kêu đó các bạn. Thằng đực này nó là chồng của cái con nhỏ mà đang cầm đụng vô nè. Đụng vô bắt đầu nó quạo nó la nè nha. La nè. Đó. Đụng vô nè. Hung dữ khủng khiếp luôn. Nè nó nè. Đó. Đó nó kêu đó. Làm nhỏ hiền đó nó hết hồn hết trơn rồi. Xịt la nè nha. Kêu. Kêu. Kêu quá mày. Hung dữ cho mày miếng nước. Thằng nó đeo trên tay hoài luôn. Hung dữ mày. Mình nuôi nó mình để làm cũng giống như là thú cưng để cho vui vậy thôi chứ mình không có hại nữa ha, hết nha các bạn. Em hello hello bạn này. Nhìn nó mắc cười quá. Tên đực không dữ nữa nè.
Nó là hung dữ nhất chuồng luôn. Rồi nhỏ này nó đang lùi giờ bắt đầu cái đầu nó trắng trắng rồi nè. Nó thay đổi nhanh lắm luôn. Này, con nào ta? Hình này như sắp lột. Này sắp thay da. Kéo kéo ra coi đi chứ. Phải phải con mới lột mấy tuần trước không? Con nó lột 9 tuần 9 ngày trước á. Không, không phải. 9 ngày nó dễ gì mà nấy nữa. Nó từ giáo khoảng chừng 20 ngày đổ lên. Cái con nào mà trên lưng nó có một cái chấm đen đen á, trên lưng á, là con nó mới lột 9 ngày trước, nó cũng hiền lắm. Con nó là mình thần nó được dễ. Rồi con này nè, nó có chấm đen nè, chấm đen trên lưng. Cái bé nó quay đầu lại. Không, nhưng mà học tay vô quay đầu. Không, nhưng mà con này cũng hiền, nó không có hung dữ lắm. Con này cũng hiền mà, bữa đó cha không mang bao tay cho lột nó mà. Nhìn nó là con nghi nghi rồi. Ê, 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 ê. Giật mình chạy. Hung dữ. Nó bóp liền. Lì quá. Không, nó đâu có hàng ngàn trăm. Nó làm mình nó đi ra làm cho chuồng vui. À, nó chạy chạy chạy. À, nó cắn. Tôi cho nó giống đi cha ơi, cho nó giống đi. Nhìn nó mắc cười. Rồi. Bà nội. Con này chứ. Hết cứu. Ê, con đực, con đực. Chạy cho mày, chạy đâu cho hót mày. Ngôn dữ chọc nó. Ngày mẹ đang ốm nè. Rồi, video hôm nay mình chỉ ngắn gọn video bao nhiêu đó thôi nhé các bạn. Rồi, mình xin hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Rồi, mình cho nó ăn rồi nè các bạn ơi. Nè, tự động nó săn mồi nó ăn đi, giống như là ở ngoài quan giả vậy đó các bạn. Thấy là ăn, nó thấy là nó ăn. Cái gình gình con dế kìa. Ê, xuất hiện được cái á. Nó là thằng sống luôn á.